Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ phải trả giá đắt vì sử dụng vũ khí hóa học. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ phải trả giá đắt vì tiến hành một vụ tấn công vũ khí hóa học chết người nhắm vào dân thường. Ông Trump cũng đổ lỗi cho Iran và Tổng thống Nga Vladimir Putin vì ủng hộ kẻ mà Tổng thống Trump gọi là tên súc vật Assad hung bạo. Khu vực xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đang bị phong tỏa và bao vây bởi quân đội Syria, cho nên hoàn toàn không thể tiếp cận với thế giới bên ngoài. Nhóm nổi dậy Jihad al-Islam đã cáo buộc quân đội chính phủ Syria thả một quả bom thùng chứa chất độc hóa học nhằm vào dân thường tại Đông Ghouta, khiến hơn 500 người bị thương. Phát ngôn viên của Jihad al-Islam, ông Hamza Bizdak nhấn mạnh, chính quyền Assad cùng đồng minh đã tiếp tục tiến hành các tội ác chiến tranh. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cũng cho biết có 11 trường hợp bị khó thở tại Duma sau chiến dịch oanh kích của quân đội Syria, trong đó có 5 trẻ em. Tuy nhiên, không nói rõ về loại chất độc được sử dụng. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.